Đây không phải là cái hộp hạt macca bình thường, mà nó là hạt macca hương sữa các bạn ạ. Và theo như shop giới thiệu ấy, thì cái hạt macca hương sữa này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam luôn. Cái mùi sữa rất là thơm. Xin mời các bạn nha. Phải nói là cái hộp hạt macca hương sữa này ăn ngon các bạn ạ. Cái hương sữa của nó rất là thơm luôn, ngửi rất là thích. Và cái vị sữa của nó thì nó không bị ngọt quá, nó ngọt kiểu thanh thanh như các bạn ạ. Ăn nó giòn rụm luôn, xong rồi kết hợp với cả vị béo, vị ngọt thanh. Nói chung là mình thấy vị ăn rất là cuốn luôn. Về phần hạt ấy thì hạt cũng to và rất là đều. Ở đây thì shop cũng giới thiệu là cái hạt này được nhập khẩu từ Úc và có giấy tờ nhập khẩu. Tóm lại thì mình thấy thơm, ngon, chất lượng. Tuy nhiên là cái hạt hương sữa này thì cầm lâu nó sẽ hơi dính tay một chút. Ngoài ra thì bên shop còn có cả phiên bản thường không có vị sữa nữa. Hạt macca bình thường thì mình ăn vài hạt là mình đã thấy ngán rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái hạt macca vị sữa này mình ăn được nhiều, cảm giác nó không ngán mấy.